Và con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển tới camera tiếp theo là camera của thầy Thích Hạnh Phú. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành phố có câu hỏi hỏi dùm cho vị Phật tử đang rung rung mà. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ âm cho con lời khuyên. Con có duyên tham gia đường xâm thế hồn niệm được một năm nay. Con thấy những ban hồn niệm đưa lên những hình ảnh của ca vãng sanh mềm mại, tươi đẹp, tốt, viên mãn, làm cho niềm tin con càng ngày càng quyết tâm đi về Tây Phương Lạc hơn. Hiện tại công việc của con là làm người y tá trong một cái bệnh viện. Vừa qua xảy ra một sự việc như sau. Đó là có một chú đó đã bị chết ở nhà, nhưng gia đình vẫn đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Thì sáng hôm đó đáng lẽ là ca trực của con đỡ sơ cấp cứu cho cái người chết này, nhưng không hiểu sao thì cái vị trưởng ban á đưa điều con ra cái bên ngoài làm. Con thoát được cái nạn này, con đứng từ bên ngoài nhìn vào cái vị mà sơ cấp cứu cho người chết đó, rất là như là lấy điện hô hấp rất là đau đớn cho người chết, còn làm những việc khác nữa, làm con rất là ám ảnh, rất sợ hãi. Bởi vì trong pháp hồn niệm nói rằng là không được đụng chạm người chết, nhưng vì là ngành y nên chúng con phải làm như thế. Làm khoảng hơn nửa tiếng thì thấy không có kết quả gì, gia đình đòi làm giấy chuyển viện lên tới bệnh viện tỉnh để tiếp tục mà cấp cứu cho người chết đã chết này rồi. Hiện tại con rất là phân vân ám ảnh về việc này, con muốn nghỉ ngành y làm y tá để con chuyển làm người khác, không biết như có được không. Vậy con quyết tâm đi về Tây Phương Lạc, con không muốn đụng chạm vào người chết nữa. Nếu con đụng chạm thì có tội không ạ? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bác này đang làm y tá chứ đâu phải bác này đi làm hộ niệm trong bệnh viện đâu. Nếu mà bác này đi làm hộ niệm trong bệnh viện làm vậy thì đúng là có tội, làm không đúng pháp hộ niệm. Nhưng mà bác làm y tá thì bác không làm y tá thì cũng có người khác làm y tá. Cho nên làm y tá thì bác làm cái nghề y tá gọi là tổng phận của người y tá. Bác làm tổng phận của người y tá không phải là có tội. Nếu mà bác đi hộ niệm mà làm như vậy thì bác không tổng phận người hộ niệm, mà bác lại làm cái lấy cái nghề y tá mà đi hộ niệm là cái điều sai. Cho nên làm cái phận gì chúng ta tổng phận mà làm thì không phải là sai. Nếu ví dụ như là mình bỏ cái nghề y tá, mình đi làm nghề khác, làm cái nghề khác có báo đáp rằng mình không có vướng vào những cái chuyện sai lầm mà sai với quy giới hộ niệm không? Rõ ràng. Cho nên làm nghề thì cứ tiếp tục làm đi, cơ chi lại bỏ. Mình chỉ làm tròn bổn phận của một người y tá hoàn toàn không sao cả. Còn mê là mê ở tại người gia đình, không hiểu về hộ niệm, không biết hộ niệm, cho nên phải mê đem thân xác của người thân của mình lên bắt các vị y tá làm cho cái người thân của mình chịu nặng hơn, là cái tội của gia đình chứ đâu phải cái tội của người y tá. Nếu mà người ta y tá không làm thì họ bị luật pháp la rầy, làm sao được. Cho nên họ tận bốn phận của họ không phải là cái tội, mà cái tội là ở từ chỗ người gia đình không biết đọc. Tội nhất là chính cái người chết đó bị nạn mà lại còn thêm nặng nặng hơn. Vậy thì mong cho tất cả mọi người mau mau nghiên cứu hộ niệm để tránh bớt cái tình trạng này đi, bớt khổ cho chúng sanh, bớt khổ cho người thân của mình vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, câu hỏi vừa rồi là câu hỏi cuối cùng được trả lời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm nhận đại chúng đã từng đi hướng dẫn và trả lời câu hỏi.